Người xưa từng nói, bất cứ những ai quyết tâm gặt hái thành tựu đều không muốn lãng phí thời gian vào việc tranh cãi. Kết quả của tranh cãi sẽ chỉ là sự nóng giận, mất kiểm soát bản thân, hậu quả khó mà gánh nổi. Thay vì tranh cãi với Khuyển, chi bằng nhường nó một bước. Nếu bị nó cắn một phát, dù bạn có đánh chết thì vết thương của bạn cũng không thể lành. Đừng tranh cãi với người không cùng tầng tri thức, giá trị quan với mình. Bởi lẽ, dù bạn có nói nhiều ra sao thì với họ cũng chẳng là gì cả. Chuyện kể rằng, một ngày nọ Khổng Tử đang nghỉ trưa, tiếng cãi nhau ầm sờ bên ngoài khiến ông phải thức giấc. Tử Cống, học trò của Khổng Tử khi đó đang tranh cãi với một người về vấn đề là một năm có 3 hay 4 mùa. Hai bên cãi nhau tới đỏ mặt tía tai, không ai chịu nhường ai. Tử Cống cho rằng một năm có 4 mùa, còn người kia lại kiên quyết rằng một năm chỉ có 3 mùa, nói Tử Cống ăn nói linh tinh. Khổng Tử nghe xong, đi từ phòng nghỉ ra, Tử Cống bức xúc muốn nhờ thầy nói lý hộ mình. Khổng Tử nói, một năm chỉ có 3 mùa. Người kia vui vẻ hành lễ với Khổng Tử, rồi cười đắc ý ra về. Tử Cống tủi thân bảo rằng, rõ ràng hắn ta sai, nhưng sao sư phụ lại đứng về phía hắn? Khổng Tử đáp, châu chấu nơi đồng ruộng sinh ra vào mùa xuân, chết vào mùa thu, thì làm sao thấy được mùa đông? Hà cớ gì phải tranh cãi với người không có kiến thức? Tranh cãi với người không cùng tầng tri thức, dù có cãi nhau 3 ngày 3 đêm, họ cũng sẽ không thể hiểu ra được vấn đề. Không phải đạo lý của bạn không đúng, mà là đối phương căn bản là không hiểu bạn đang nói gì. Tranh cãi với những người như vậy là ngốc. Sai không phải ở đối phương, mà là cho bạn hồ đồ. Nói chuyện phải tùy người mà linh hoạt, và phải biết tùy cơ ứng biến. Gặp người nào thì nói lời ấy, gặp núi nào hát bài đó. Gặp tiểu nhân phải tinh khôn, nói chuyện với người không cùng đẳng cấp với mình. Không tranh cãi là trí tuệ.